Thưa quý vị, nam thanh niên này mặc áo khoác có in logo Công an Nhân dân, đem theo cổng số 8 để giả danh cảnh sát hình sự nhằm chặn xe người đi đường vi phạm giao thông. Theo đó, Nguyễn Khoa Minh cùng bạn đã chặn và cưỡng đoạt tài sản của ba người dân trước khi bị công an phát hiện. Công an thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đặt khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Minh về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo công an, ngày 4 tháng 5, Minh rủ ca tên gọi tách, giả là cảnh sát hình sự, đến khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức để chặn xe lấy tiền những tài xế lái xe không có gương chiếu hậu, không đội nón bảo hiểm. Minh mặc áo khoác có in logo giống với logo công an nhân dân và mang theo cộng số 8 cùng với ca chặn xe và cưỡng đoạt tài sản của ba người dân. Cùng ngày, Công an thành phố Thủ Đức khi tuần tra đến giao lộ đường số 7, đường số 8, thấy Minh và Ca có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Cả hai sau đó đã khai nhận hành vi sai phạm. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Minh bị khởi tố bắt giữ. Đối với hành vi của Ca, cơ quan công an tiếp tục củng cố chứng cứ, xác minh thêm một số nội dung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.